Hôm nay được đưa mẹ uống. Hả? À, mẹ uống đi. Hả? Đi uống đi, mạnh lên đi. Của em hơn em uống không à? Có một hạt cơm bay vào đấy. Kia là anh không cắm hoa. Không uống, không uống nhiều quá xong anh nghẹn một phát bù 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 hết xong rồi thành nước cơm. Đẹp cái gì? Cái gì đẹp bố? Hôm nay đi chùa đông dã man. Mẹ đi đâu ấy? Hôm nay đi phủ. Phủ Đồng à? Mẹ đi phủ Tây Hồ. Mẹ phủ Tây Hồ, đây lần thứ hai mẹ đi phủ Tây Hồ. Phủ Tây Hồ là cái gì ạ mẹ? Đấy là chùa. Là Hồ Tây hả bố? Ừ, phủ đấy là kiểu như là thờ các mẫu ngày xưa. Cụ, các cụ. Mẹ đi chùa Vạn Niên nữa. Đi hai chùa. Các ông, các bà không muốn biết. Người ra được sẽ được tôn thành thánh. Sau này con tặng nhiều công đức thì con sẽ được chùa chiền nó cứ thiêng liêng kiểu gì. Bố mẹ bố chùa con ăn hết chưa? Con không muốn mỗi hệ là gì? Ăn hết đi anh, ăn một tí. Ngon lắm. Bố mẹ biết con chung với mỗi hệ có mối quan hệ gì? Bố học hỏi lịch sử. Bố nói cho con hiểu. Cùng một người, đúng. Người tao. Đúng. Phở nòng. Đúng. Đúng bố mẹ cho. Mẹ không giỏi lịch sử à? Mẹ ngày xưa thì nó chăn lợn, nó nuôi lợn tốt lắm, nuôi béo, mẹ mầm. Đấy, bây giờ nuôi mày béo. À, về con thì ăn con chả mầm béo. Đừng xây chuồng lợn cho em, con sợ. Cậu là kiếm dưa. Xong rồi đến lúc mẹ lại đẻ thêm đứa con gái nữa, xong rồi béo phì.